Rồi, ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Gần Game Mobile của mình, và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Ở video ngày hôm nay thì anh em sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ cùng di chuyển sang bên server Hàn Quốc để chúng ta cùng check các cái trận đấu hấp dẫn bên server Hàn nhé. Trước đó thì chúng ta sẽ cùng check cái đội hình lực chiến của các người chơi bên server Hàn Quốc. Hiện nay top 1 người chơi Roger của chúng ta thì bạn ý đã đạt được lực chiến là 22 triệu 610 nghìn rồi. Và như vậy thì so với lực chiến bên server Trung Quốc thì hiện nay bên server Hàn Quốc thì đang có nhỉnh hơn một chút thôi, nhỉnh hơn khoảng 200-300 nghìn thôi. Và đội hình trong team của bạn ý anh em thấy có sự xuất hiện của Bergy và hai em tướng truyền kỳ hiện nay, đó chính là Captain A và Goldie Roger, cùng với đó là hai em tướng mới nhất đấy, Big Mom, và phiên bản tiếp theo, phiên bản ác mộng của chúng ta đó chính là Capon BG anh em ạ, một trong những con tướng mới nhất đấy, bên server Trung Quốc và bên server Hàn Quốc, bên server Âu hiện nay anh em ạ. Ok, như vậy là người chơi top 1 bạn ấy đã đạt được là 22 triệu 610 nghìn, với người chơi top 2 hiện nay bạn ấy đang đạt được chiến là 20 triệu 100 nghìn. Và người chơi top 3 hiện nay đang đạt được lực chiến là 19 triệu 410 nghìn anh em ạ. Như vậy là so với bên server Việt Nam thì lực chiến của các người chơi bên server Hàn Quốc và bên server Trung Quốc thì đang cao hơn khoảng 2 triệu lực chiến anh em ạ. Bên server Việt Nam thì mình nhớ là với người chơi sóc gà thì phải, thì hay là con gà Tây ý, thì bạn ấy đã đạt được lực chiến là xấp xỉ là 20 triệu rồi. Ok, ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em trận đấu bán kết 1 giữa hai người chơi Roger và người chơi Captain A của chúng ta. Với người chơi Captain A thì ba team của bạn ý, team số 1 lực chiến đang là 11 triệu 030 nghìn, team số 2 lực chiến là 13 triệu 890 nghìn và team số 3 lực chiến là 17 triệu 310 nghìn. Và chúng ta thấy có sự xuất hiện của A, của Roger và của Big Mom. Hiện nay Big Mom thì đang SP15 nha anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với team chính của chúng ta với người chơi Roger. Team của Roger thì hiện nay team số 1 lực chiến là 15 triệu 760 nghìn, team số 2 là 17 triệu 140 nghìn và team số 3 là 22 triệu 610 nghìn. Và như vậy thì anh em có thể thấy là lực chiến của team của người chơi Roger của chúng ta thì chênh hơn khá là nhiều so với team của người chơi Captain đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng check xem kết quả của trận đấu nhé. Và anh em có thể thấy là mặc dù là lực chiến ấy, team của người chơi A thua thiệt hơn rất là nhiều, nhưng mà vẫn phải dùng đến cả 3 tên ấy, cả 3 team anh em ạ. Mình xin lỗi, cả 3 team thì người chơi Roger của chúng ta mới có thể tiễn ấy, 3 team của người chơi A của chúng ta lên được. Mặc dù cả hai người chơi này, một người chơi đến từ server KT61 và một người chơi đến từ server KT191 anh em ạ, chênh nhau khoảng 130 server. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu của chúng ta. Ở trong trận đấu đầu tiên thì anh em hãy để ý đến ba em tướng. Một là em tướng dâu trắng, hai là em tướng Senku và ba là em tướng Onizoro của chúng ta nhé. Cả ba em tướng này thì chuẩn bị xuất hiện ở bên server Việt Nam. Đặc biệt là em tướng đầu tiên đó chính là em tướng dâu trắng nha anh em nhé. Hiện nay ở bên server Việt Nam thì bước sang tuần UR trở lại đến từ cái vòng gọi là chiêu mộ của em tướng Odilau. Và như vậy thì nếu không có gì thay đổi thì tuần tới chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của em tướng dâu trắng UR. Sau sự xuất hiện của râu trắng UR thì anh em sẽ cùng đến với sự xuất hiện của một phiên bản Oni, đó chính là phiên bản Oni Oni Jinbei của chúng ta. Sau Oni Jinbei thì anh em sẽ cùng đến với phiên bản Senoku, và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng chào đón Hot Boy Onizoro, con cưng của Oza anh em ạ. Mình thấy là con cưng còn hơn cả Luffy nữa. Ok, đây là pha ulti thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, liên kích đến từ vị trí của Diva Uta. Và anh em có thể thấy là Uta thì hiện nay đang có skin, tuy nhiên là với cái tạo hình, cái bộ kỹ năng của em tướng Uta thì mình thấy là khá là dài dòng anh em ạ, và nhà phát hành thì vẫn chưa có ý định là để thu gọn nó lại. Pha ulti đầu tiên của dâu trắng, và tiếp tục chúng ta đến với pha ulti của Senoku. Và với pha ulti này thì anh em thấy là làm mình liên tưởng tới trận chiến thượng đỉnh Marineford, khi mà ấy, Senoku của chúng ta là có một pha gọi là gây đam cho phiên bản dâu đen đúng không, sau khi dâu đen là thoát khỏi ngục Impel Down đấy, và hút năng lực trái ác quỷ của dâu trắng anh em ạ. Ok, không biết thì ít nữa thì nhà phát hành, mình xin lỗi là Oza, sẽ làm cách nào để cho Luffy có thể đánh bại được dâu đen với hai năng lực trái ác quỷ. Một cái là năng lực trái bóng tối có khả năng khắc rất là tốt năng lực của trái ác quỷ này, như vậy không biết là sẽ làm thế nào đây. Và mình nghĩ thì chắc chắn sẽ có một trận đánh thượng đỉnh giữa Luffy và dâu đen thôi, bởi vì Luffy mình nghĩ sẽ phải là người trả thù cho A anh em ạ, trả thù cho A để có thể là tiễn dâu đen lên được. Ok, như vậy là rất là nhanh chóng trong hai tên thôi, khi mà các em tướng trong team của số 1 của người chơi Roger xả kỹ năng ulti thì các em tướng trong team số 1 của người chơi A của chúng ta đã lên đường rồi. Và anh em hãy cùng để ý Nico Robin nhá. Robin hiện nay đã có hình cây nấm để có thể là phản kích bằng đòn đánh ulti rồi. Và vừa rồi khi mà Robin trong team của người chơi Roger gọi là sử dụng kỹ năng 1 tấn công vào vị trí của Robin và Onizoro trong team của Captain A, thì Nico Robin trong team của Captain A đã có một pha phản kích bằng đòn đánh ulti với hơn 8 triệu sát thương. Và
Và vừa rồi anh em lại được chứng kiến một pha sử dụng kỹ năng 1 rất là thấm đến từ vua chó vua mèo. Tiễn mạng đầu tiên của Onizoro lên đường và San Tóc Đỏ thì hiện nay đang khóa vào vị trí của Onizoro. Với hai pha liên kích vừa rồi thì San Tóc Đỏ đã khóa vào vị trí con tướng có sức tấn công cao nhất trong team của Roger, đó chính là Onizoro. Và Onizoro thì đã lên đường rồi và rất là đáng tiếc là Onizoro trong team của Roger thì không có cơ hội để có thể phản kích bằng, không có cơ hội để thực hiện đòn đánh ulti sau khi chết và hồi sinh dậy anh em ạ. Ok, đây là pha ulti đầu tiên đến từ vị trí của Onizoro trong team của Captain A với 26 triệu sát thương. Và tiếp tục chúng ta đến với pha liên kích thứ hai, 15 triệu 900 nghìn. Và anh em thấy là với hai pha liên kích vừa rồi thì đã tiễn dâu trắng trong team của người chơi Roger lên đường. Tiếp theo là một pha đảm bảo rất là tốt, 21 triệu sát thương đến từ vị trí của vua chó vua mèo và em tướng tiếp theo trong team của người chơi Roger đã lên đường. Bây giờ chúng ta chỉ còn em tướng Nico Robin và Divauta thôi, 5 triệu 9 sát thương và Nico Robin đã lên đường. Tiếp tục một pha liên kích tiếp theo đến từ vị trí của San Tóc Đỏ cho Divauta, chỉ có 658.000 thôi. Và tất nhiên người giải quyết trận đấu này phải là Nico Robin với 2 triệu 8 sát thương anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team số 2 của người chơi Roger. Với team số 2 của Roger thì bạn ấy đang sử dụng một đội hình là 2-1-2 với Tony Chopper, Sanji ở hàng trước. Tiếp theo ở hàng giữa chúng ta có San Tóc Đỏ, Luffy, Zephyr và vua chó vừa mèo đang song hành ở vị trí hàng thứ 3. Và cả 5 em tướng trong team số 2 của người chơi Roger đều full SP16 rồi, xoáy vàng nhìn trông cực kỳ là đẹp và cực kỳ là chất lượng. Và anh em thấy là mình rất ấn tượng với phiên bản cái trang phục của Tony Chopper anh em ạ, rất là kết luôn, nhìn trông cực kỳ là êm ấm và cực kỳ là cute luôn anh em ơi. Anh em vừa được chứng kiến một pha gọi là phản kích bằng đòn đánh ulti tiếp theo đến từ vị trí của Robin trong team của Captain A anh em ạ. Đây rồi, vua chó vua mèo của chúng ta sẽ làm gì đây? 24 triệu 400 nghìn sát thương và với pha ulti vừa rồi thì vua Nico Robin trong team của A đã lên đường. Và Onizoro thì hiện nay hình như nếu mình nhớ không nhầm thì vừa rồi đã bị chết và hồi sinh ngay lập tức rồi thì phải, không biết đã chết chưa. 19 triệu sát thương, đây rồi, đây mới là chết và hồi sinh ngay lập tức này. Và anh em sẽ được chứng kiến ngay một pha xả ulti sau đòn tấn công kỹ năng 1 của Onizoro với bao nhiêu đây? Với 29 triệu sát thương và lượng máu hồi là 1 triệu rưỡi anh em ạ. Tiếp tục đam bồi thêm một pha tấn công nữa, một đòn tấn công nữa anh em ạ. Rất là ok đến từ vị trí của Onizoro đúng không anh em? Hiện nay thì bên server Trung Quốc, là bên server châu Âu và bên server Hàn Quốc thì đã có rất là nhiều các em tướng tank và các em tướng búp có khả năng búp anti crit này, rồi tăng tỷ lệ kháng bạo, là miễn giảm sát thương rất là nhiều. Đấy, do vậy là nó đã hạn chế được phần nào cái sức mạnh của em tướng Onizoro. Tuy nhiên là nếu như Onizoro mà thời gian tới ra bên server Việt Nam thì chắc chắn khẳng định với anh em là nó sẽ làm chùm trong một thời gian rất là dài luôn anh em ạ. Anh em nào mà không có Onizoro thì thực sự là sẽ thoạt hơn rất là nhiều. Nếu những team mà tranh nhau khoảng 2 triệu lực chiến mà gặp team có Onizoro mà có kỹ năng SP tầm 12 trở lên là anh em sẽ thấy có sự khác biệt rất là lớn rồi. Nó giống như mà khi mà team của anh em thua tranh khoảng 1 triệu rưỡi lực chiến mà team của anh em có em tướng Rainen thời trẻ SP12 thôi, là mình thấy nó đã khác biệt rất là nhiều rồi. Trận đánh của chúng ta giữa hai team số 2 của hai người chơi thì đang diễn ra ở tơn số 4. Và như vậy thì với team của người chơi Roger, người chơi Captain A của chúng ta thì đang bị mất một em tướng Nico Robin. Và team của người chơi Roger thì vẫn còn đang nguyên đủ cả 5 em tướng. Và anh em nhớ là lực chiến team số 2 của người chơi Roger thì nó là khoảng trên 17 triệu. Và team số 2 của người chơi A của chúng ta hiện nay chỉ có trên 13 triệu thôi, nhưng mà vẫn đang cầm cự rất là tốt anh em ạ. Đã cầm cự được sang tơn số 4 rồi. Mặc dù là không có tướng búp anh em ạ, chơi 3 em tướng đam và 1 em tướng tanh hiện nay, 3 đam và 1 tanh. Còn team của người chơi Roger thì hiện nay đang có 1 búp, 3 đam và 1 tanh, nhưng mà vẫn đang cầm cự rất là tốt luôn. Không biết là sẽ cầm cự được đến tơn số bao nhiêu đây. Đây là pha xả kỹ năng 1 đến từ vị trí của Tony Chopper. Và anh em thấy là Chopper của chúng ta mặc dù là em tướng búp nhưng mà có khả năng gây đam cũng rất là ổn nhá. Đây là pha ulti tiếp theo, 3 triệu 7 sát thương đến từ vị trí của Onizoro. Và anh em có thể hiểu là tại làm sao Onizoro chúng ta có những pha gây đam là mấy chục triệu nhưng có những pha gây đam nó lại thấp. Lý do là bởi vì với Onizoro thì trong cái pha ulti đầu tiên và pha ulti đầu tiên mà sau khi nó chết nó hồi sinh dậy thì nó sẽ bỏ qua 100% giáp và miễn sát thương của tướng đối phương. Đấy, còn lại các pha ulti tiếp theo thì nó sẽ không có cái hiệu ứng nhiều như vậy. Do vậy là cái lượng sát thương ở đoạn ulti vừa rồi của Onizoro thì nó không được cao cho lắm nhá. Tuy nhiên là đã có sự bù lại đến từ vị trí của em tướng vua chó vua mèo rồi. Vừa rồi thì vua chó vua mèo hình như có một pha ulti khoảng 20
24 triệu sát thương anh em ạ. Rất là ổn định đến từ vị trí của vua chó vua mèo luôn. Nhưng đấy, lực chiến chênh nhau khoảng 4 triệu, do vậy là không thể làm nên trò trống gì so với team của Roger cả anh em ơi. Đây là pha ulti của Tony Chopper với 8 triệu 6 máu hồi và 4 triệu 4 sát thương. Và vua chó vua mèo sẽ có một pha xả 49 triệu 900 nghìn sát thương và tiễn luôn 3 em tướng lên đường anh em ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ anh em sẽ cùng chào đón team chính của người chơi A, và mình sẽ để ý đến vị trí của Big Mom nha anh em nhá. Phiên bản Big Mom để xem là phiên bản thức tỉnh năng lực trái ác quỷ và phiên bản Big Mom ở đảo Oni thì sẽ như thế nào. Đây là kỹ năng một Big Mom. Như vậy là Big Mom của chúng ta sẽ nhảy từ trên cái đám mây lửa, mình quên mất là Zeus hay là gì rồi, tên mình quên mất rồi. Đấy, nhảy xuống và sử dụng thần nôi để tấn công tướng đối phương anh em ạ. Và mình thì mình ấn tượng nhất với pha ulti của Big Mom. Tí nữa nếu có điều kiện anh em hãy cùng để ý pha ulti của Big Mom nhé, nhìn trông rất là đẹp và rất là ngầu luôn anh em ạ. Trước đó thì anh em sẽ cùng đến với các pha ulti của San Tóc Đỏ trước, nhưng mà lượng sát thương gây ra thì rất là thấp anh em ơi, rất là thất vọng luôn. Đây là pha ulti của Sanji với 11 triệu 200 nghìn sát thương anh em ạ. Sanji này thì khả năng sẽ được bùi thiên về tanh một chút hay sao ấy, nhìn cái lượng sát thương gây ra thì không được thấm cho lắm. Ok, đây là pha ulti của Luffy Zephyr thì trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta không được chứng kiến skin phiên bản Slickman đến từ cả hai người chơi anh em ạ. Tại sao các người chơi nắm tiền như này mà lại không đầu tư cái skin cho Luffy phiên bản Slickman, hay là bên server Hàn Quốc thì lại chưa có skin Slickman không biết. Đây là pha ulti của Roger trong team của người chơi Captain A. Và vừa rồi anh em thấy là sau pha ulti đầu tiên thì khi mà Roger của chúng ta tiêu hết 9 cái tầng ấn Haki Bá Vương, hơi thở của vua ấy, sức mạnh của vua thì nó đã thực hiện một đòn tấn công đặc biệt bằng đòn bắn súng anh em ạ. Đây là pha ulti của Captain A trong team của người chơi A của chúng ta. Bao nhiêu? Như vậy là 12 triệu 900 nghìn sát thương. Tuy nhiên, ui dồi, đây anh em ơi, anh em có thể thấy là vừa rồi sau pha ulti đầu tiên của phiên bản Captain A của chúng ta và kết hợp một pha đam tay với hơn 10 triệu anh em ạ, tiễn Chopper lên đường rồi. Và đây chính là cái mình đang muốn nói, một pha ulti đến từ vị trí của Big Mom nhìn trông cực kỳ là đẹp luôn. Khi mà Big Mom của chúng ta triệu hồi một phiên bản nữa, một phiên bản gọi là mới hơn, khi mà đẩy Zeus, gọi loại bỏ Zeus là cái con mà đám mây điện ấy đi theo Nami ấy, và triệu hồi một cái con đám mây điện nữ khác ấy, thì vừa rồi có một pha ulti nhìn trông rất là đẹp luôn. Trước đó thì anh em nếu để ý có một pha phản kích bằng đòn đánh Unclone Fire với 19 triệu 900 nghìn sát thương đến từ vị trí của Captain A luôn anh em ạ. Nhưng so với trận đấu mà mình đã gửi tới anh em ở trận chung kết ở bên server chung, Captain A với một pha phản kích nó lém vào mặt Roger với hơn 80 triệu sát thương anh em ạ. Hơn 80 triệu sát thương ở trong một đòn phản kích bằng đòn đánh Unclone Fire thì đấy mới là pha đánh chất lượng anh em ạ. Và cao, gần như mình thấy là nổ cao nhất từ trước đến nay trong các cái trận đấu mình đã xem, mình đã trải qua, thì đấy là một pha gọi là phản kích bằng đòn đánh Unclone Fire thực sự là chất lượng luôn anh em ạ. Như vậy thì với hai team của cả hai người chơi này thì hiện nay lực chiến là đang ngang ở nhau là trên 17 triệu lực chiến, thì team của người chơi Captain A của chúng ta đang có phần trội hơn. Hiện nay team của người chơi Roger thì chỉ còn 3 em tướng thôi, San Tóc Đỏ, Luffy Zephyr và em tướng Oni Sanji của chúng ta anh em ạ. Và anh em sẽ tiếp tục được chứng kiến các pha đam tay rất là tốt. Anh em có thể thấy là hiện nay Captain A của chúng ta thì đang có một dấu hiệu mặt trời sáng sáng kìa. Đấy, có một dấu hiệu mặt trời sáng sáng, hình như là cái này là kiểu như là cái dấu hiệu Hormit gọi là được Big Mom của chúng ta búp cho hay sao anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, hiện nay Captain A của chúng ta đang có một cái dấu hiệu mặt cười màu vàng như kiểu mặt trời vàng kìa, đang đi theo A của chúng ta. Thì cái này mình chưa review về con tướng Big Mom này bởi vì thời gian vừa qua mình rất là bận luôn anh em ạ. Bây giờ mới có thời gian gọi là tranh thủ làm một vài video review về các trận đấu hay để gửi tới anh em. Thì ngày hôm nay mới phát hiện ra là ở trên người của A hiện nay đang có một cái dấu hiệu mặt trời vàng, khả năng là được Big Mom là búp cho anh em ạ. 6 triệu 7 sát thương đến từ vị trí của San Tóc Đỏ. Những cái pha dãy rụa tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay đến từ vị trí của San anh em ơi. San hiện nay thì đang gây ra những nhiều thất vọng hơn anh em ạ. Cũng giống như phiên bản San Tứ Hoàng trước thì hiện nay San truyền kỳ của chúng ta thì cũng đang gây ra khá là nhiều thất vọng. Mình chưa thấy các người chơi gọi là bui em tướng San cực kỳ là chất lượng luôn. Mình thì mình cũng vẫn rất là kết San, nhưng mà để mà so với A và Roger tính đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là A và Roger thì lại đang trên cơ của San Tóc Đỏ của chúng ta rồi. Ok, tiếp tục là pha ulti 12 triệu sát thương đến từ vị trí của Luffy Zephyr. Và trận đấu của chúng ta thì đang ở cuối turn số 5 rồi, chuẩn bị bước sang turn số 6. Với turn số 6, bây giờ chúng ta sẽ cùng thấy
bắt đầu được chứng kiến pha ulti thứ hai trong trận đấu đến từ vị trí của Roger với 4.8 sát thương. Và như vậy thì với pha ulti vừa rồi thì chưa được thấm cho lắm anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem các pha tấn công tiếp theo. 7.2 và đây sẽ là pha ulti của tứ hoàng Bergy của chúng ta anh em ạ. Bergy của chúng ta thì có những cái pha ulti rất là đi vào lòng đất luôn. Và bây giờ Captain A sẽ là nhân vật chính trong trận đấu ngày hôm nay. Mình nghĩ sẽ phải là Captain A. Bao nhiêu đây? 15.500.000 sát thương và đam tay này. Sau pha ulti này sẽ phải là những cái pha đam tay cơ. Mình thích kết nhất là những pha đam tay của Captain A. 14 triệu như vậy Sanji đã lên đường và tiếp tục. Đấy anh em thấy chưa? Rất là tuyệt vời và rất là chất lượng đến từ vị trí của Captain A của chúng ta luôn. Và vừa rồi thì anh em ơi, cái dấu ấn Homit của người chơi của con tướng Big Mom này nó đã lại được gắn cho Roger rồi anh em ạ. Đấy, đã gắn đổi từ Captain A đổi sang Roger rồi. Và bây giờ anh em sẽ cùng được đến với team chính của người chơi Roger của chúng ta và được chứng kiến các pha sử dụng kỹ năng, đặc biệt là của em tướng Capon BG. Mình để ý cái pha sử dụng kỹ năng 1 của Capon BG vừa rồi thì nó triệu hồi hai con ngựa đen anh em ạ. Nó tấn công các mục tiêu tướng đối phương. Ok, đây là pha ulti Big Mom, nhìn trông rất là ngầu luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Nó triệu hồi cái con quỷ Hormit này này, con Hormit mới này nhìn trông rất là ngầu luôn. Pha ulti đầu tiên của A trong team của Roger anh em ơi. Bố con song hành luôn. Roger và A cùng song hành luôn. Và chúng ta có Big Mom, có Capon BG luôn. Để chúng ta cùng xem là BG là một con tướng tanh nha anh em nhé. BG này lại là một em tướng tanh thuộc dòng gọi là Thất Vũ Hải. Dòng ác mộng cơ anh em ạ. Chứ không phải là một em tướng đam. Tí nữa mình sẽ cùng xem cái đòn ulti của em tướng Capon BG nó sẽ là như thế nào nha anh em nhé. Chuẩn bị đến ulti của Capon BG rồi. Anh em sẽ cùng xem là ulti của BG nó thể hiện như thế nào. Trước đó thì anh em sẽ cùng chứng kiến pha ulti của Roger SP16 đến từ team của người chơi Roger bên trái đã. Đây rồi, nào, có liên kích không? Như vậy là không liên kích. Và đây rồi. À, như vậy là với pha ulti của Capon BG anh em ạ, nó biến thành một cái pháo đài. Biến thành một cái pháo đài như ở trận chiến ở đảo bánh anh em ạ, ở đảo bánh World Cup. Thế sau đó là từ cái gọi là cái cửa cổng thành của cái thành BG nó triệu hồi ra thì có một số tên lính anh em ạ, một số tên lính nó từ đấy nó lao ra và nó tấn công tướng đối phương anh em ạ. Đấy, rất là hài hước luôn, đến từ vị trí của Capon BG luôn anh em ơi. Và BG là một em tướng tanh nha anh em nhé, chứ không phải là một em tướng đam. Do vậy là anh em cũng không hy vọng nhiều đấy, cái lượng sát thương cao đến từ BG, mà chúng ta phải hy vọng là BG có thể là bolus cho team như thế nào. 35.200.000 sát thương đến từ vị trí đòn tấn công ulti vừa rồi của Big Mom trong team của Roger anh em ạ. Cũng phải thôi, bởi vì lực chiến tranh nhau rất là nhiều. Một team là 22.6 triệu và một team là 17, cứ cho là 17.6 triệu đi. Như vậy là chúng ta đã có chênh khoảng 5 triệu lực chiến rồi. Và anh em thấy là các em tướng trong team của người chơi A của chúng ta mà vẫn trụ được đến như thế này là đã thấy là rất là tốt rồi anh em ạ. Hiện nay thì cái dấu ấn Hormit hiện nay đang được nếu như team của người chơi Roger thì đang gắn từ Big Mom thì đang gắn cho em tướng Roger, còn team của người chơi A thì đang gắn cho A anh em ạ. Mình sẽ cùng check thử một tí xem là với cái dấu ấn Hormit này thì nó sẽ như thế nào nhá. Đâu à? Hiện nay xem nó có hiện cái dấu ấn Hormit này ở đây không anh em ạ. Mình không thấy cái dấu ấn Hormit ở khả năng đây, dấu ấn đặc biệt này tăng 30% tấn công anh em ạ. Hình như là cái dấu ấn Hormit đấy nó sẽ tăng 30% tấn công và 30% phòng thủ anh em ơi. Đây mình sẽ check lại một tí. Mình phải để ý xem cái dấu ấn Hormit xem nào. Đây, khả năng là Special Hormit anh em ạ. Cái dấu ấn Special Hormit thì sẽ tấn công, nhưng tuy nhiên là vừa rồi thì Big Mom chết thì nó đã mất luôn rồi, biến mất luôn, nó không duy trì đến cuối trận anh em ạ. Tăng 30% công và 30% phòng thủ đến từ vị trí của dấu ấn Hormit của Big Mom anh em ạ, cái dấu ấn mặt trời này này. Ok, và như vậy thì A của chúng ta đã lên đường rồi anh em ạ. Đòn tấn công thường, ô chính ra nếu như vậy thì đòn tấn công thường của Big Mom mới là đẹp anh em ạ. Anh em có thể để ý là khi vừa rồi Big Mom nó tấn công, nó sử dụng cả chiêu tia lửa này, dùng cả tia sét tấn công vào vị trí của Captain đây, thì chiêu đánh thường của Big Mom mới là chiêu đẹp anh em ạ, đẹp hơn cả cái chiêu kỹ năng 1. Như vậy thì ulti của Big Mom rất là đẹp, rất là ngầu, và cái chiêu tấn công thường của Big Mom rất là đẹp. Đây bây giờ anh em sẽ tiếp tục chứng kiến BG đây rồi. Ấy, như vậy là đòn tấn công kỹ năng 1 của BG là triệu hồi hai con ngựa đấy, sau đó là hai kỵ sĩ anh em ạ, và tấn công vào tướng đối phương anh em ơi. Như vậy là BG của chúng ta cũng là một trong những em tướng là có khả năng là triệu hồi như kiểu Bergy anh em ạ, triệu hồi các em tướng để tấn công tướng đối phương. Và anh em thấy Captain A của chúng ta vẫn rất là trâu luôn anh em ạ, vẫn rất là trâu luôn, một mình vẫn có thể là đỡ được cả sức tấn công của cả 5 em tướng rồi. 11.200.000 và đam tay này. Ulti xong kiểu gì cũng đam tay anh em ạ. Nếu như anh em bui mà khi mà thực hiện đòn đánh có bạo kích thì sẽ đam tay. Đấy, đấy, rất là thấm luôn anh em ơi. Nhưng mà không biết là có chịu được không, có chịu được sau pha tấn công của Captain A hay không, hay là phản kích này.
phản kích cho nó một phát, phản kích cho nó một phát, phản kích cho nó một phát. Nhưng mà tuy nhiên là vừa rồi chỉ có 2 triệu rưỡi thôi anh em ạ. Giá cả mà phản kích pha vừa rồi tầm 15 triệu thì có phải là A bên kia sẽ lên đường không? Và như vậy thì Captain A trong team của Roger thì đã tiễn ấy, A trong team của người chơi A lên đường rồi. Trong trận đấu đầu tiên anh em thấy MVV rơi vào tay của Onizoro với 55 triệu 510. Đấy, tiếp theo trong trận đấu số 2 vẫn là Onizoro. Ở trận đấu số 3 anh em thấy là vua chó vua mèo xấp xỉ 99 triệu 660 nghìn rồi. Ở trong trận đấu thứ 4 với 6 tơn 107 triệu 780 nghìn sát thương MVV. Và ở trận đấu cuối cùng với 6 tơn 158 triệu 590 nghìn sát thương MVV đến từ vị trí của Captain A luôn anh em ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Đến từ trận đấu bán kết 1 giữa người chơi Roger và người chơi Captain A luôn. Rồi ok, video này của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin phép tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo nhé.